VTV xin mến chào toàn thể quý vị, cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo ngày hôm nay. Thưa quý vị, thì đối với tình hình hiện nay thì thời buổi kinh tế khó khăn. Vì vậy thì quý vị nên hết sức là cẩn thận trong cái vấn đề mà chúng ta làm từ thiện đó quý vị. Từ thiện thì là một cái đức tin rất là tốt. Tuy nhiên quý vị cũng nên chọn mặt cười vàng. Bởi vì hiện nay thì xuất hiện nhiều người lừa đảo từ tiền từ thiện quý vị. Và bà con kiều bào hải ngoại ở nước ngoài thì cái thông tin này cũng đã triệt phá một cái đường dây là chuyên đưa ra những cái hoàn cảnh khó khăn để tạo lòng tin với bà con sinh sống ở nước ngoài, gửi những cái hình ảnh, những cái đoạn video có thể là để cho quý vị, cô chú, anh chị đó có một cái sự đồng cảm cũng như là thương xót và gửi tiền về. Thì nhiều người tin đó là hoàn cảnh thật, thành ra là bị lừa. Đối với bà con mà khi vào hải ngoại cũng như là quý vị ở nước ngoài đó, bà con Việt Kiều á, thì không nghĩ là mình làm từ thiện cũng như là phát tâm. Nói chung thì cứ thấy hoàn cảnh đáng thương như thế á, hoàn cảnh xót xa là chia sẻ thôi. Thì thật ra thì ở đây có nhiều người ta lợi dụng về lòng tin đó mà trục lợi cá nhân thì nó cũng xót cho quý vị. Bởi vì đối với đồng tiền của mỗi người thì ai cũng kiếm cực khổ hết quý vị. Tuy nhiên ở đây cái trường hợp xảy ra cũng để chia sẻ cho quý vị rút kinh nghiệm và chúng ta lựa chọn những người đáng tin cậy. Hiện nay thì có rất nhiều người làm từ thiện, đặc biệt là những mạnh thường quân có kết nối, có đường dây thì nó sẽ tốt hơn. Còn đối với chúng ta mà dựa vào những cái thông tin mà trôi nổi trên mạng xã hội mà chúng ta không có kiểm chứng, không có kiểm soát được thì như vậy rất là dễ bị lừa quý vị. Cụ thể thì vừa qua kêu gọi lừa đảo, kêu gọi từ thiện thì chiếm đoạt là cần tới 6.000 người với một cái con số phải nói là rất là khủng khiếp quý vị. Đây là trường hợp của một người 37 tuổi đăng hình ảnh bài viết trên những cái hoàn cảnh đáng thương để kêu gọi từ thiện và chiếm đoạt tiền của hàng ngàn người để mà chuyển khoản trong tháng 6 vừa qua. Thì công an của thành phố Gia Nghĩa cũng đã triệt phá cũng như là bắt cái người này ngủ tại quận Gò Vấp ở tại thành phố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thì cái anh chàng này đăng tin trên Facebook với những hình ảnh bài viết có hoàn cảnh khó khăn để kêu gọi từ thiện. Trong đó thì nội dung cần là tiền giúp đỡ để điều trị những căn bệnh hiểm nghèo cho những cháu bé. Nhiều người thì chuyển tiền ủng hộ qua những cái tài khoản ngân hàng. Thậm chí có nhiều người nước ngoài thì phải gửi tiền đô về Việt Nam quý vị. Theo như mà lời cảnh sát thì với cái thủ đoạn trên thì anh chàng này đã lừa tổng cộng là 9.000 người. Từ trong nước và ngoài nước, với cái số tiền thì nó lên đến gần 6 tỷ đồng. Một cái con số rất là lớn. Và sau đó thì cái anh này cũng đã chiếm đoạt hoàn toàn. Thì quý vị thấy bình quân thôi 6.000 người, mỗi người mà 100.000 thì cũng đã là 600 triệu đồng rồi. Trong khi đó quý vị thì có biết bao nhiêu là hoàn cảnh người ta khó khăn, thực sự là cần sự giúp đỡ. Tuy nhiên thì có nhiều trường hợp mà cũng như là bà con mạnh thường quân thì lại sợ là họ giả vờ khó khăn để mà lừa đảo xin tiền đó quý vị. Và quý vị thấy rằng là cái thời buổi hiện tại thì thật giả lẫn lộn cho nên rất là khó kiểm soát. Vì vậy là quý vị cũng hết sức cẩn thận trong cái vấn đề mà có tấm lòng tốt để giúp đỡ bà con. Hiện nay ở trong nước thì chúng ta nên kiểm tra và chúng ta xem kỹ để mà tránh bị lừa đảo. Đó là cái thông tin mà được công an tại Việt Nam quý vị vừa mới triệt phá cũng như là người ta đăng tải trên một số cái trang báo để mà cảnh báo bà con ở trong và ngoài nước tránh lợi dụng cái lòng tin mà người ta chiếm đoạt lừa đảo về cái vấn đề làm từ thiện đó. Và cũng xin được chia sẻ cho quý vị một cái thông tin liên quan về visa mà quý vị hỏi. Có một số vị khán giả cũng đã đặt lại câu hỏi cho VTV. Đó là ở cái visa ở tại Việt Nam bị hết hạn và có cái trường hợp là bị phạt. Thì cái thông tin này xảy ra đối với bà con, đặc biệt là quý vị mà có quốc tịch nước ngoài khi mà xin visa nhập cảnh vào Việt Nam. Khi hết hạn visa thì chúng ta không biết làm như thế nào. Bởi vì do nhiều khi là có công việc đột xuất ở quá hạn đó và thường là sẽ bị phạt. Ở đây khi mà quý vị có quốc tịch nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam thì chúng ta phải xin visa. Và quý vị có thể là xin cái e-visa là cái visa điện tử. Thì họ sẽ được cấp trong vòng 3 đến 5 ngày đối với visa này. Thường là bà con kiều bào thì cũng như là các anh chị Việt Kiều về Việt Nam là 30 ngày. Sắp tới là bắt đầu là từ ngày 15 tháng 8 nâng lên với cái việc là 90 ngày.
Tuy nhiên cái thời điểm hiện tại là chỉ là 30 ngày thôi quý vị. Nhưng mà do có vấn đề, có cái công việc đột xuất gì đó mà quý vị bị tức là ở bị quá hạn như vậy, thì cái mức phạt là bao nhiêu? Rồi thì chúng ta phải làm gì để mà gia hạn visa này? Cái này thì quý vị cũng lưu ý nha. Còn như quý vị nào mà biết rồi thì mình cũng có thể là lướt qua, hoặc là cũng chia sẻ lại với các vị khán giả khác khi mà chưa biết thông tin này. Bởi vì có một số quý vị cũng như là cô chú anh chị nắm rõ về visa khi mà quá hạn ở tại Việt Nam đó. Gia hạn visa bị quá hạn thì nó sẽ giúp cho người nước ngoài, tức là quý vị là người nước ngoài gốc Việt Nam thì đã có hộ chiếu nước ngoài mà chúng ta không còn hộ chiếu Việt Nam. Chúng ta phải xin visa nhập cảnh vào Việt Nam khi mà quý vị ở một thời gian rồi chúng ta xuất cảnh, là xuất cảnh từ Việt Nam đi về nước sở tại quý vị. Tức là đây là cái nơi mà quý vị đang định cư sinh sống đó, nhưng mà quá hạn thì sẽ bị phạt tiền. Cụ thể thậm chí có người là bị trục xuất khỏi Việt Nam. Visa quá hạn bị phạt tiền bao nhiêu? Thì trong cái trường hợp mà visa hết hạn mà người nước ngoài vẫn còn ở lại Việt Nam thì đây là trường học, người ta gọi là trạm tạm trú trái phép. Giống như kiểu là quý vị mà ở nước ngoài cũng vậy. Khi mà đến hết hạn visa mà chúng ta ở nước ngoài thì gọi là tạm trú trái phép hoặc là lao động trái phép, thì cũng sẽ bị xử phạt hành chính và trục xuất ngay về nước. Và theo như quy định với việc Nghị định số 144/2021 đối với các hình thức xử phạt, visa quá hạn là sẽ phạt tiền và trục xuất ở mức phạt tiền cụ thể là thời gian quá hạn. Và theo như cái nghị định 144/2021 quy định rằng cái thời gian mà quá hạn visa đó quý vị là dưới 16 ngày. Tức là quý vị bị quá hạn bắt đầu từ cái ngày đầu tiên trở lên, đó là chúng ta sẽ bị xử phạt hành chính. Rồi sẽ bị phạt mức từ 500.000 cho tới 2 triệu đồng. Và thường là người ta sẽ lấy cái cây mức quý vị là 1,5 triệu. Lấy cái mức đó. Ví dụ như có một cái trường hợp mà một số anh chị quốc tịch Mỹ là người Mỹ gốc Việt á, ở đó chẳng hạn thì cũng sẽ bị phát hiện thêm một lần nữa. Và quý vị lưu ý là chỉ cần quan tâm là ví dụ như là dưới 90 ngày bắt đầu áp dụng từ ngày 15 tháng 8 là chúng ta sẽ không còn lo cái này nữa quý vị. Mà quan tâm là cái vấn đề là quá hạn trên 90 ngày thôi là sẽ bị phạt từ cái mức là từ 15 cho tới 20 triệu. Hình thức có thể là được áp dụng cho tất cả các trường hợp quá hạn ở trên. Khi mà bị trục xuất thì người nước ngoài đó là sẽ bị cấm nhập cảnh trở lại Việt Nam trong một thời gian nhất định. Thông thường thì là từ 2 cho tới 5 năm. Cái này thì quý vị cũng lưu ý nha, mặc dù là bị phạt hành chính đó, rồi cũng bị trục xuất luôn, thì còn cấm nhập cảnh quay trở lại Việt Nam trong vòng 2 tới 5 năm. Như vậy thì khi mà visa hết hạn thì chúng ta phải làm sao trong những cái trường hợp mà visa bị quá hạn thì người nước ngoài có thể là xin xuất cảnh khỏi Việt Nam hoặc là xin ra hàng visa để mà tiếp tục ở lại xin xuất cảnh khỏi Việt Nam. Quý vị sẽ mang hộ chiếu đến cục xuất nhập cảnh. Tại đây thì chúng ta sẽ được hướng dẫn nộp phạt quá hạn và làm cái thủ tục xin xuất cảnh. Còn đối với cái gia hạn visa, nếu như mà quý vị muốn tiếp tục ở tại Việt Nam, ở lại Việt Nam đó, thì cần thủ tục này, người nước ngoài phải có công ty hoặc là cá nhân bảo lãnh và đáp ứng được một số điều kiện theo hướng dẫn ở bên dưới. Đó là gì? Điều kiện gia hạn visa quá hạn là hộ chiếu của quý vị là phải còn giới hạn theo quy định, tức là từ 6 tháng trở lên. Quy định là thời hạn có hộ chiếu dài hạn hoặc là visa có ít nhất là 1 tháng, có công ty hoặc là cá nhân bảo lãnh hợp pháp, phải khai báo tạm trú theo quy định, thì có thể là khai báo trực tiếp tại công an, xã, phường gì đó, hoặc là khai trực tuyến đã thực hiện ngành nộp phạt quá hạn. Có một cách như thế này quý vị, để mà quý vị gia hạn được cái visa hết hạn mà không bị phạt đó, là chúng ta nếu như mà có việc đột xuất mà chúng ta chưa kịp xin gia hạn ở tại Việt Nam thì quý vị có thể là xuất cảnh qua Campuchia. Tuy nhiên nếu như mà để quý vị là quốc tịch Mỹ xin nhập cảnh vào nước Campuchia thì chúng ta phải xin một cái tờ giấy nữa, đó là cái giấy nhập cảnh vào Campuchia. Rồi quý vị sẽ xin nhập cảnh trở về Việt Nam để chúng ta xin gia hạn visa đó. Nói chung là nó cũng hơi lằng nhằng, hơi rườm rà, hơi phức tạp một chút. Chúng ta phải đi đường vòng mà quý vị.
Tuy nhiên là mình cảm nhận để mà tránh bị phạt. Cái thứ hai nữa là nhiều khi mà người ta sẽ cho mình về biển bay hay gì đó, về bên đó luôn đó. Thành ra là chúng ta cố gắng thì mình phải chịu thôi. Chúng ta là phải đi đường vòng. Nói chung là có rất là nhiều những cái lý do khác nhau, rất nhiều cái trường hợp khác nhau và những cái trường hợp nhập cảnh khác nhau. Mà còn đối với cái lệ phí mà gia hạn visa quá hạn khi mà thực hiện một lần cái thị thực đó quý vị, thì tầm khoảng 25 đô cấp thị thực mà không quá 3 tháng thì là 50 đô, còn từ 3 tháng cho tới 6 tháng thì là 95 đô, còn giá trị từ 6 đến 12 tháng là 135 đô, trên 12 tháng đến 2 năm thì đó là 145 đô. Cái này thì rất là ít, rất là hiếm, bởi vì có quy định về lệ phí đó. Thành ra là chia sẻ cho quý vị cùng nắm thôi. Chắc chắn một điều, khi mà visa hết hạn thì quý vị sẽ không có xuất cảnh được, bởi vì là đã hết hạn tại Việt Nam rồi quý vị, thì chúng ta sẽ không có đi đâu được cả. Cho nên là phải chấp nhận là đóng nộp phạt, rồi sau đó thì phải xin cái visa, xin gia hạn đó, thì chúng ta mới xuất cảnh được quý vị. Nên là quý vị cũng nên lưu ý, bởi vì hầu như chúng ta khi mà đặt vé máy bay là quý vị cũng đã đặt khứ hồi đấy, ngày đến ngày đi thì cũng đã có rồi. Tuy nhiên là do có một số quý vị là công việc đột xuất ở tại Việt Nam nó phát sinh trong cái quá trình mà chúng ta ở tại đây đó, hoặc là có một số quý vị cũng đặc biệt là những cái cô chú lớn tuổi khi mà về Việt Nam đó để mà chơi, với việc phát sinh bị bệnh gì đó mà cô chú phải điều trị, phải chờ cái hướng dẫn của bác sĩ, cái liều thuốc đó là phải hết thời hạn đó thì mới có thể là xuất cảnh được. Như vậy thì nó lại quá ngày, quá cái trường hợp hết hạn visa. Và chúng ta cũng nên chủ động là xin trước để mà tránh bị phạt. Nói chung cũng rất là nhiều những cái trường hợp với những lý do khác nhau. Vì vậy quan trọng hơn hết thì chúng ta bay đi bay đến thì cứ đúng ngày theo cái thời hạn visa cho nó an toàn. Và thưa quý vị thì nội dung của ngày hôm nay về TV muốn chia sẻ tới đây cũng kết thúc rồi. Xin được cảm ơn tất cả các quý vị, cô chú, anh chị và các bạn, chúng ta đã cùng theo dõi video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.